quay thêm cái tủ tivi, radio. Radio mâm than nha. Ây da. Bấm cái đài lên nha nè, bấm cái đài lên nè. Thấy chưa? Đó, cái đài nó hiện cái mặt đài lên, ok chưa? Cú đinh này. Các chế độ chọn nhạc này. Stereo mono. Như vậy là con này là stereo nha nè. Con này FM này. À, hai bang FM AM thôi nha. Volume này. Đây là volume. Đây là dò đài. Này mâm than. Đó, cái còn cái này nó bị gãy máy nẹp nha nè. Máy nẹp nó còn lại nè, còn thá này, còn bỏ vô đây luôn. Này. Đó. Tủ đó mình kéo qua nè, thấy không? Kéo qua, thấy chưa? Rất là nặng nha. Tủ này phải là ít nhất là phải 3 người khiêng. Đây gạ hạ xuống. Sẵn quay luôn. Ở sao là cái đuôi tivi này. Ngõ nó ngõ mâm than với lại ngõ bằng từ vô. Anten của nó ra được hai lo ngồi luôn nha, hai lo ngồi nữa nè. Như vậy thì bên đây nó có lo rồi nè, có lo rồi. Mình coi bên đây thử coi. Đó, hai bên là lo anh em à, như vậy hai bên lo. Nó ra được hai lo ngồi nữa. Coi chưa? Thế thì kéo đây qua mở tivi.